Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thời sự TV. Bản tin quốc tế trưa tối của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chiến sự Ukraine bùng phát dữ dội, Ukraine công bố video quân đội Nga hành quân giữa thành phố Kherson, Mariupol nguy ngập, được cho là ghi lại vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3. Trong khi đó, Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã phá hủy 1.146 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Trước chiến sự căng thẳng, phi công Ukraine cấp tốc bay tới Ba Lan, nhận gấp hàng nóng của EU để chiến đấu với Nga. Quốc hội Ukraine nói rằng châu Âu đang chuyển giao cho họ 70 máy bay chiến đấu, trong đó có 28 tiêm kích MiG-29 và 14 cường kích Su-25. Cùng lúc, báo cáo mới nhất của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết một số đơn vị Belarus đã bắt đầu di chuyển đến biên giới với Ukraine, Mỹ cảnh báo làn sóng thứ hai của Nga. Đồng thời, tình báo Mỹ cũng nhận định Tổng thống Putin có thể đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine để đáp trả những tuyên bố thù địch của các quan chức hàng đầu NATO. Tất cả những tin nóng quốc tế ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Ukraine công bố video quân đội Nga hành quân giữa thành phố Kherson, Mariupol nguy ngập, được ghi lại vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3. Nguồn tin của Ukraine mới đây đã đăng tải cảnh quay hàng chục lính Nga hành quân trên đường phố Kherson, được cho là ghi lại vào sáng sớm ngày hôm nay, ngày 1 tháng 3. Kherson, theo Kyiv Independent, thông qua kênh Telegram của mình, báo Unian đã đăng tải cảnh quay hàng chục lính Nga hành quân trên đường phố Kherson mà không vấp phải kháng cự nào vào sáng ngày 1 tháng 3. Được biết, nhóm quân này tiến vào từ hướng đông và đang tiếp cận trung tâm Kherson. Trước đó, cũng nguồn tin Ukraine nói trên đã lưu ý về việc quân đội Nga đã thiết lập các trạm kiểm soát bên ngoài Kherson. Interfax Ukraine ra tuyên bố rằng Kherson hiện không bị pháo kích và vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của Kyiv. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng thành phố nằm cách bán đảo Crimea khoảng 2 giờ lái xe đã thất thủ hoặc chí ít là bị quân Nga xâm nhập. Mariupol, theo truyền thông Ukraine, cáo buộc pháo kích của đối phương nhằm vào thành phố cảng chiến lược bên bờ biển Azov vẫn đang tiếp diễn trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp cận Mariupol từ hướng Tây, còn dân quân thân Nga từ hướng Đông Bắc và Đông. Những ngày qua, giao tranh đã nổ ra ở ngoại vi thành phố và lực lượng Ukraine phải rút khỏi một số vị trí phòng thủ để triển khai bên trong Mariupol. Theo hãng tin Nga TASS dẫn tuyên bố của chỉ huy Phó Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là DPR Edu Basurin, cho biết họ và quân đội Nga sẽ tổ chức hai hành lang nhân đạo, người dân bên trong Mariupol có thể ra ngoài. Ông Basurin lưu ý rằng hành lang nằm trên đoạn cao tốc E-58 ở hướng Tây là từ Mariupol tới Mangos và hướng Đông là từ Mariupol tới Pezemenue cho đến ngày 2 tháng 3, tức là các hành lang này chỉ tồn tại trong vòng 24 giờ tới. Cảnh quay chưa xác thực được cho là xe tăng T-80 bị lực lượng Ukraine bỏ lại khi rút khỏi làng Gnutovo ngoại vi Mariupol. Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 1.146 cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, lực lượng vũ trang Nga đã đánh trúng 1.146 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko nói. Theo ông Igor Konashenko cho biết, trong số này có 31 sở chỉ huy và trung tâm thông tin liên lạc của lực lượng vũ trang Ukraine, 81 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk-M1 và OSA, cũng như 75 trạm radar. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hoạt động tác chiến, chiến thuật của lực lượng không quân vũ trụ Nga đã đánh trúng 6 xe bọc thép của các lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, cũng theo ông Konashenko, 311 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 42 máy bay và trực thăng, 51 hệ thống rocket phóng loạt, 147 pháo giả chiến và súng cối, 263 xe quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã mở rộng phạm vi hoạt động với sự yểm trợ của hỏa lực Nga. Ông Konashenko nói rằng, trong 24 giờ qua, 110 quân nhân Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí.
Hôm 28 tháng 2, hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Maxa có trụ sở tại Mỹ đã công bố, cho thấy các lực lượng quân sự trên bộ của Nga vẫn tiếp tục tiến về thủ đô Kiev của Ukraine. Theo Maxa, đoàn xe quân sự dài 27 km của Nga đang ở rìa phía đông của sân bay Antonov. Đoàn xe gồm hàng trăm xe bọc thép, xe tăng, xe chở pháo và hỗ trợ hậu cần. Trong bài phát biểu tối ngày 28 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ trong 5 ngày chiến sự, Nga đã tiến hành 56 cuộc tấn công bằng tên lửa và phóng 113 tên lửa hành trình vào các mục tiêu ở Ukraine. Phi công Ukraine cấp tốc bay tới Ba Lan, nhận gấp hàng nóng của EU với 70 máy bay chiến đấu, trong đó có 28 tiêm kích MiG-29 và 14 cường kích Su-25 để chiến đấu với Nga. Quốc hội Ukraine nói rằng châu Âu đang chuyển giao cho họ tờ Politico, dẫn lời một quan chức chính phủ ở Kiev cho biết các phi công Ukraine đã đến Ba Lan để bắt đầu tiến trình tiếp nhận lô máy bay chiến đấu mà các nước châu Âu trao tặng cho họ nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra. Việc chuyển giao các máy bay cũ do Nga sản xuất để sử dụng trong chiến đấu chống lại lực lượng của Moscow được nhìn nhận như một quyết định quan trọng bậc nhất trong rất nhiều hoạt động cung cấp vũ khí mà phương Tây đã cam kết với Ukraine trong 24 giờ qua, gồm cả hàng nghìn tên lửa chống tăng, súng máy, đạn pháo và nhiều thiết bị sát thương khác. Hiện vẫn chưa rõ những nước nào sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng người đứng đầu cơ quan an ninh Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell, đã cam kết vào cuối tuần qua rằng EU sẽ tài trợ cho việc chuyển giao máy bay chiến đấu đến từ nhiều quốc gia. Một chiếc tiêm kích MiG-29 của Ba Lan. Ở châu Âu, Ba Lan và Slovakia vẫn đang vận hành những máy bay do Nga sản xuất, tương tự như loại mà lực lượng không quân Ukraine đang sử dụng, nghĩa là các phi công Ukraine sẽ không cần đào tạo nhiều nếu tiếp nhận chuyển giao. Quốc hội Ukraine hôm thứ Hai đăng tải trên Twitter rằng châu Âu đang chuyển giao cho họ 70 máy bay chiến đấu, gồm 28 chiếc MiG-29 từ Ba Lan, 12 chiếc từ Slovakia và 16 chiếc từ Bulgaria, cùng với 14 cường kích Su-25 từ Bulgaria. Theo Politico, trong bối cảnh các hành lang không vận tới Kiev bị vũ khí phòng không và các máy bay chiến đấu của Nga kiểm soát, Mỹ và nhiều cường quốc châu Âu đã bắt đầu tìm cách đưa vũ khí vào Ukraine bằng đường bộ. Ba Lan, Estonia và Latvia nằm trong số những quốc gia châu Âu hành động đầu tiên khi quyết định cung cấp đạn dược, tên lửa chống tăng Javelin, nhiên liệu và vật tư y tế tới biên giới Ukraine để chuyển giao cho các lực lượng vũ trang nước này. Hôm thứ Hai, Phần Lan tuyên bố sẽ tham gia nhóm các nước viện trợ của EU, cam kết cung cấp 2.500 súng trường tấn công, đạn dược, 1.500 vũ khí chống tăng và 70.000 gói suất ăn cho Ukraine. Thụy Điển cũng đang sẵn sàng chuyển giao một gói viện trợ và vũ khí lớn khi thông báo sắp chuyển giao cho 135.000 khẩu phần ăn giả chiến, 5.000 mũ bảo hiểm, áo giáp và 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine. Ukraine cáo buộc quân đội Belarus tiến về biên giới, Mỹ cảnh báo làn sóng thứ hai của Nga có thể đè bẹp sự kháng cự của phía Ukraine. Cụ thể, báo cáo tổng kết của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine được đăng tải vào tối ngày 28 tháng 2 giờ địa phương như sau. Một số trong các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của lực lượng vũ trang Belarus đã bắt đầu di chuyển đến biên giới quốc gia Ukraine theo hướng Volyn. Bên cạnh đó, báo cáo lưu ý rằng lãnh thổ của Belarus tiếp tục được lục quân, các đơn vị chiến dịch, chiến thuật và các máy bay đặc biệt của Nga sử dụng hoạt động quân sự ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng lưu ý về việc trong 24 giờ qua, đối phương đã tập hợp các khí tài bọc thép, pháo binh và tên lửa ở một số khu vực nhất định với mục đích bao vây và kiểm soát thủ đô Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine, bao gồm Kharkiv, Chernihiv, Odessa, Kherson và Mariupol. Ngoài ra, một lực lượng đáng kể thiết bị quân sự của đối phương đã đến Ukraine từ lãnh thổ Belarus, Crimea, và chỉ huy các nhóm tác chiến Nga đã nhận được lệnh phá hủy các tháp liên lạc di động trong quá trình tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Cũng theo Union, trong cuộc họp giao ban bí mật mới đây giữa các nhà lập pháp Mỹ và Ukraine, Washington đã cảnh báo Kiev rằng dự kiến sẽ có một làn sóng thứ hai. Phía Mỹ lưu ý việc Nga tập trung thêm số lượng lớn
quân và đánh giá rằng với lực lượng như vậy, họ có thể đè bẹp sự kháng cự của phía Ukraine. Ukraine cáo buộc quân đội Belarus tiến về biên giới. Mỹ cảnh báo làn sóng thứ hai của Nga có thể đè bẹp sự kháng cự của phía Ukraine. Ngày 27 tháng 2, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các lực lượng răn đe hạt nhân của Nga trực chiến ở mức cao nhất để đáp trả những tuyên bố thù địch của các quan chức hàng đầu NATO. Kênh truyền hình NBC dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận Tổng thống Putin ngày càng tỏ ra thất vọng với chiến dịch quân sự của quân đội Nga ở Ukraine và có thể đang cân nhắc gia tăng gấp đôi hoạt động tại đây. Các nguồn tin của NBC cho biết, khi nền kinh tế Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn cầu chưa từng có và lực lượng quân sự vượt trội hơn hẳn của Nga dường như bị sa lầy, ông Putin đã tỏ ra rất tức giận với thuộc cấp. Rõ ràng, vấn đề ở đây là ông ấy đã bị bất ngờ trước quy mô của cuộc kháng chiến tại Ukraine. Thượng nghị sĩ Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, nói với kênh truyền hình MSNBC. Ông ấy đã tự cô lập mình. Tôi e rằng ông ấy đã bị đẩy vào chân tường và đang không có lối thoát rõ ràng. Theo NBC, các cơ quan tình báo phương Tây hiện đã có được cái nhìn tốt hơn về Tổng thống Nga Putin và đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của ông để tìm xem liệu có bất kỳ thay đổi hành vi quan trọng nào hay không. Một số quan chức Mỹ cho biết, mặc dù chưa có thông tin tình báo nào cho thấy Putin bất ổn tinh thần, nhưng họ nói rằng nhà lãnh đạo Nga đang thể hiện một kiểu hành vi khác thường so với trước đây. Washington cũng đã thu thập được những thông tin tình báo vững chắc cho thấy ông Putin đang rất thất vọng và trút những cơn giận dữ bất thường với cấp dưới về tình hình chiến sự ở Ukraine. Hai quan chức Mỹ được tiếp cận thông tin tình báo nói rằng đó là điều bất thường, bởi vì ông Putin vốn là cựu sĩ quan tình báo, thường rất biết kiềm chế cảm xúc của mình. Cựu giám đốc CIA John Brennan nhận định, ông ấy không còn là một người quyết đoán lạnh lùng như hồi năm 2008 nữa.